Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, sáng ngày 10 tháng 1, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tới thăm, trao tiếp mừng thọ và quà của Chủ tịch nước cho cụ Nguyễn Thị Khép ở tổ dân phố Kha Lâm 1, phường Lam Sơn, năm nay tròn 100 tuổi. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Hồng Vinh, Phó trưởng ban tổ chức Thành ủy, đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận. Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ân cần hỏi thăm điều kiện sinh hoạt, đời sống của cụ. Đồng chí chúc cụ mạnh khỏe, tiếp tục sống vui, sống khỏe cùng con cháu. Cũng nhân dịp này, thay mặt Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận tặng quà Tết cho cụ Nguyễn Thị Khép, chúc cụ cùng gia đình đón một mùa xuân mới vui tươi và hạnh phúc.